Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như bớt chút thời gian và Ngọc xem những cái video của mình đã đưa lên. Kính thưa quý vị và các bạn, trải qua rất nhiều công đoạn, từ vệ sinh cho đến kiểm tra tình trạng sức khỏe, bệnh tật, phải nói là cực kỳ khắt khe chứ không phải là bình thường. Ở đây không có kiểu kiểm tra sự tuyển chọn theo kiểu thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ. Ở đây không có trường hợp đó. Ở đây chỉ tuyển lựa những chiếc âm ly về hình thức còn đẹp, còn tương đối đẹp trở lên, mức trung bình thấp là mình bỏ liền, chứ chưa cần nói đến chất lượng. Thứ nhất, thứ hai là kiểm tra về tình trạng nội thất bên trong, từ mạch, nguồn, chiết áp. Con nào còn ngon thì sẽ làm lại, còn con nào mà cảm thấy không ngon, mạch đã nát thì mình cũng đành phải gửi về nhà máy gang thép Thái Nguyên. Để một sản phẩm được hoàn hảo đến tay quý vị, đó là cả một quá trình. Buổi trưa hôm nay mình giới thiệu tới quý vị một sản phẩm đã được kiểm tra kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật, tình trạng sức khỏe ổn định, không bệnh tật gì. Đây là một chiếc âm ly 8 sò mang thương hiệu Calivip Pro 6300V, mặt phay nhôm vàng chóe. Các nút này cũng đây, nút này, đó, nút của hàng chính hãng công ty, nó làm nó khác với lại cái hàng nó bán ở chợ. Đây là những cái núm nút của nó. Mình bắt đầu mình quay toàn bộ xung quanh cái âm ly để cho quý vị và các bạn xem. Thi thoảng có những cái chỗ lúng đúng, đó là dấu hiệu của thời gian, không thể tránh khỏi. Kính thưa quý vị, đây là phần sò công suất. Nó sử dụng mỗi một vế là 4 con sò than loại lớn. Tên của nó là C5200 và A1943. Và mạch của nó có ký tên của nhà sản xuất. Đó là hai bên. Đây là cái nắp lưng của nó. Về tình trạng tổng thể vẫn còn tái sử dụng tốt, thế nên mình mới khắc phục vệ sinh và đưa lên kênh để đưa đến tay quý vị một sản phẩm được hoàn hảo. Đây, đây là tên của nhà sản xuất chiếc âm ly này. Điện tử Quốc Việt. Mên cũng đánh dấu tên đây, mic đây, điện tử Quốc Việt. Tất cả còn zin nguyên bản của điện tử Quốc Việt, ngoại trừ quắc. Đây cái quắc này này. Đây, ngoại trừ quắc, cái quắc này lâu ngày nó đã mờ chứ không phải là nó chết. Đấy, mà nó không được sáng. Nó không được sáng nhá. Nó không được sáng như kiểu gọi là nó mờ ấy. Thế nên là mình thay vào cái con khác. Đây là cái con này đây có chữ là kali này. Nó cũng thuộc dòng kali. Đấy, thế nhưng mà con này là cái con quắc này là không phải đi theo cái máy này nhá. Đấy, mình thay cái gì mình nói luôn, báo luôn. Đấy, tình trạng như vậy, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra đúng không nào? Đấy. Có đức thì không có sức mà ăn, mình cứ làm ăn chân thật. Tiền bạc là của phù du, đúng không nào? Thầy U mới là trên hết, được mọi người yêu quý, đấy mới là tiêu chí của mình. Đấy. Như đây.
toàn bộ mình đã đây, mình khay thì mình đã đổ keo cực kỳ cẩn thận. Những chỗ nào khả nghi là mình đã đổ keo. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, hệ thống chiết áp đã được thay mới. Công tắc này lâu ngày đã được thay mới, không dùng giờ B7 để vệ sinh nha. Đấy, thế nên tuổi thọ của nó chắc cũng lại được 5 năm nữa mới lại phải thay. Đấy, chứ mình không vệ sinh. Đấy, mình chỉ vệ sinh thì phần âm ly mạch mủng ơi, lau chùi sạch đẹp thôi. Đấy, thế còn những con chiết áp này là phải thay để làm gì? Để tránh tình trạng đến tay quý vị sử dụng nó mình vặn này, nó lẹt xoẹt nhá. Đấy, rất khó chịu. Lúc giờ lại chỉ có phan đình đáp này. Đúng không nào? Đấy. Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai ấy, là cái cầu chữ U này này. Cái cầu chữ U này mình đã nối tắt nhá. Mình đã nối tắt cầu chữ U thế nên là mình mới bỏ cầu chữ U ra. Đấy. Tình trạng máy như thế nào, sửa chữa như thế nào mình báo luôn. Để chúng mình hiểu nhau hơn. Để chúng mình trước khi lựa chọn một sản phẩm ở kênh của mình, đấy, thì mình đã được xem chi tiết, được báo từ những cái thay cái gì, tình trạng hoạt động ra làm sao, đấy, để làm gì, để coi như thế là chúng mình có những cái nụ cười nó tươi rơi rói, đúng không nào? Đấy, mình gặp nhau là quý rồi, mình mua hàng của nhau lại càng quý hơn. Quý vị like cho mình một cái, đúng không? Chia sẻ kênh cho mình, mọi người đều biết đến cái kênh này. Đấy, cái kênh chuyên phân phối về cái vấn đề âm ly bình dân, đúng không? Mọi người có cái quyền đó, có cái quyền khi mà tiếp xúc với lại cái kênh mua bán âm ly của mình cũ sửa chữa. Đấy, thì có cái quyền được chia sẻ kênh của mình cho người khác nhá, có quyền được bình luận, có quyền được trả giá. Tất cả những quyền đó là thuộc về quý vị. Có quyền đòi hỏi một cái âm ly tốt nhá. Thứ nhất là phải về cân nặng, là âm ly nặng. Cái thứ hai, nghe phải hay, không ù xè nhá, sôi. Cái thứ ba, hát hay. Cái thứ tư, nhìn mê, như kiểu nhìn Thúy Kiều ấy. Đấy là những cái quyền của quý vị. Quý vị cứ đòi hỏi, mình sẽ cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu trong cái khả năng của mình. Tiêu chí của mình là để làm sao để quý vị ưng cây bụng, để ngày càng được nhiều người biết đến cái kênh gọi là audio áo vải bình dân, mà áo vải của mình. Bác Hồ nói là mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc, đúng không nào? Thế trong cái quyền được tự do, được sống, được mưu cầu hạnh phúc đó thì có cái quyền được nghe nhạc, đúng không nào? Có cái quyền được tiếp xúc, chứ không phải người ta giàu người ta đi ô tô mà người ta mới nghe nhạc, mình đi cái xe đạp cà tảng, đúng không nào? Mà mình không nghe nhạc, mình vẫn nghe chứ, mình nghe, thậm chí cái nghe lại mình lại còn nghe nhiều hơn người ta. Mình nghe đùi mình lại còn rung cơ, người mình còn lắc lư cơ, đúng không nào? Vì mình ít nợ, có phải không quý vị? Đấy, chứ người ta ngồi ô tô, người ta nghe đài chưa chắc đùi đã rung được, đúng không nào? Đấy, đấy là mình nói thế, đúng không nào? Thế là mọi người đều có một cái quyền đó. Đấy, thế thì mình làm cái kênh này ấy, để mọi người gọi là áo vải mà. Đấy, cùng cảnh ngộ ấy thì tham khảo. Đấy, thích cái âm ly nào hay có cái nhu cầu gì thì cứ alo hay để lại lời bình dưới cho mình nhá. Đây, bây giờ mình test nhạc này. Này, 8 sò lớn nên là công suất tương đối khỏe. Mình đang đánh cái loa bass 30 của mình. Đấy, mình đánh cái loa bass bên trên đấy. Đấy, cái này. Đấy. Thế một đánh rất khỏe. Bánh loa này. Này.
lau nốt này. Mây trắng say thành nguồn dâng dâng lên ngắn trời. Bây giờ mình thử mic cho mọi người nhé. Tất cả hai đường mic này, hai đường mic này đều hoạt động hoàn hảo. Đó. Thế còn để nói về hát có hay không thì xin thưa với quý vị cũng thật khó nói là có hay hay không nhỉ. Hay với người này nhưng có khi lại không hay với người khác. Mình chỉ dám nói rằng ở tình trạng ở cái âm ly này nhá, hai cái đường, tức là đưa hai cái đường mic này này hoạt động hoàn hảo, không tật bệnh gì, không có một lỗi lầm gì. Hệ thống đường echo trộn, tức là hệ thống tạo vang ấy, không có một lỗi nhỏ tí thì ti gì nhá. Đấy. Thế còn nghe nhạc cũng vậy, quánh thì bát là chỉ để hướng 12 giờ này thôi là quánh tung loa lên rồi nhá. Đấy, volume vậy, volume nếu mà để volume mà để hướng 12 giờ là rất mạnh. Đấy, mọi nhu cầu thì xin liên hệ cho mình theo số máy 0368888479. Thôi thế mình xin chào tất cả mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. See you again. Merci. Thank you. 谢谢.